Trời ơi, cá nó bự má ơi. Trời ơi. Con này đủ không ta? Chắc không đâu. Đủ đủ. Không không đủ, đủ không đủ. Không đủ đâu. Trần Milos 8.000. Lên nè. Rồi, chờ cắm chưa? Rồi, chảy luôn, cầm bài luôn. Thủ luôn. Hồ Hoàng Hải nha mọi người. Hôm nay tiếp tục xuống đây săn hàng nha. Cái máy Ran Milos 8.000 này và cây Asino Super Gold 3m nha, vừa xuống mồi xong, đợi bên cần nha cả nhà. Bò nghe, bò nghe. Không phải. Cái quận cái đó không? Chuyện đá qua. Chơi đó chân mình đó đó. Trời, bò lướt sóng luôn. Cứu cứu cứu. Tường không? Tường đó nè. Cá trắng bự. Nó bị cá xé thịt đi ghê. Cấp tư mang nó để lo cái đó. Trời ơi, cá nó bự má ơi. Trời ơi. Con này đủ không ta? Chắc không đâu. Đủ đủ. Không không đủ. Đủ, không đủ. Không đủ đâu. Trần Milos 8.000. Lên nè. Đừng nhìn nó quên, cứ bắt đại đi. Rồi quay vô. Quay vô. Lát chiều mỗi anh ba sĩ tiền này nha. Để anh coi. Cá bự cứ kệ bắt đại đi. Nguyên cứng mà. Với phần cái ranh Milos nó vậy, nó kêu vậy đó. Ừ. Đừng dính lại, dính lại đứt dây á. Đừng người bộ bên cái cầm cần cầm á. Cây Asino Super Gold 3m nè, ranh Milos 8.000. Mệt hả? Mệt hả? Mệt hình như sáng giờ 5 con mà mệt rồi. Bò hay gì á, nó ghiệm ghiệm chạy kìa. Cậu nó còn năm ngoái là bò đó. Cái này bò kỳ quá. Hai anh kia lẹ lẹ anh ơi, cái bò bộ phải nghe anh. Cũng có cái lỗ mà. Rồi cứng lắm hả? Giờ chưa vô á. Hai anh thấy yếu rồi. Từ từ về. Trời, con này gặp anh Lưng nè, không bắt con kia, bắt con này nó ngồi xong rồi. Nhưng mà tôi chịu anh Lưng. Mày đuối vậy. Em vậy chứ bắt chừng 3 con thì vô nằm giọng. Thấy mặt thấy coi. Lôi nó. Chuyện này cũng bò lắm. Khả năng cao. À. Lên tim mà. Vô qua kia luôn mấy cái vô trong rồi, vô trong rồi. Má cần theo luôn. Qua luôn chạy nè. Dướng dướng dây đứt bây giờ. Dướng dây vô nền nó. Ừ. Thử đưa cái cây lẫn nhau. Kéo vô, kéo vô. Lấy cái chừng nhỏ lại. Giữ ngay coi chừng cá nè. Nuốt luôn rồi. Nuốt luôn rồi. Đúng không? Tay là bò chứ. Chụp trên tay mà ghi ở ngoài luôn là. Bò cao. Mẹ bà mình chưa thấy nó, mình cứ kêu bò đi. Cứ kêu bò đại đi đúng không? Bò đó. Lên rồi mới lớp. Lên này ai kéo mới lớp. Bò đó. Kéo bò. Đưa nghỉ kéo luôn đi. Chó vô nằm luôn. Mệt lắm. Tại nói chứ chơi chơi á thiệt. Ai nói thì nói à. Chứ chơi chơi à.
Về bên tay sống nè. Còn cần hiếm thì kéo lên đấy chứ. Cần kéo lên hết trơn anh. Cần nó đang được mà. Cần nó còn tác dụng. Rồi cá trắng bự. Con được á. Con này muốn lai bò luôn gì da nâu cái ghê. Cái mà căng thì phải chờ luôn, có lưỡi nha. Đứt. Kêu đi. Đâu rồi? Em biết ở đâu. Woo! Ăn cái này nhiêu ký? Không biết nữa. Má gồng nó chắc hơn đặng tí. Ê ê ê ê ê. Ủa? Nãy giờ còn ăn được nữa hả? Cá thôi. Cá lên, cá lên. Còn nó không? Đúng rồi. Theo luôn rồi. Chết cá luôn á. Gỡ mẹ lên lấy cái lưới lại nè, cái lưới xanh xanh kia anh. Mình có quay clip mà mẹ, kệ đi. Đi nhà cái bò đúng không? Bò mới bá nha mọi người, không biết con bự hay nhỏ nha. Nè, bò ăn cám nha mọi người. Nãy giờ mà nó không vô. Bự không? Ừ, con bò này mấy ký mấy lận á. Mấy ký mấy? Giỡn à. Không kéo tụi cười rồi, không mày kéo, không có nặng như mày đâu. Bự bự bà bự. Cứ từ từ mà bắt nó vô. Vòng nó chừng nửa tiếng nữa. Nửa tiếng nữa vô tới à. Đợi thằng báo vô cho nó kéo. Cá ta con hả? Chừng lớn vậy đổ lên chừng bán tay. Bắt lẹ lên chứ lưng. Phê không, phê không? Thấy thấy mặt chưa? Chết với anh nè phải không? Úi cái đầu lên là chết với anh rồi. Nhỏ mà. Sợ không được 15 kg nữa. Chắc được á, cân thử đi. Đó, bò chạy, bò chạy. Chạy về cha, chạy vô. Chạy vô đi vậy. Chiều làm hai con cuối cà phê ha. Cà phê. Cà phê thì rung tay nó rung rồi đó. Rung tay à. Còn xa dữ chưa thấy mặt nữa. Đó.
Cái gì vậy? Ủa lá mồi đâu có gồm nó quăng lên bờ. Đứng đó mà quăng lên cỏ được cũng hay vậy. Dướng dướng cần này. Dướng dướng mày nè. Ý là mày xong quay cần này lên. Tiếp tục dưới ăn mà con này bắt chưa xong mà dưới ăn tiếp còn nữa. Con này chắc bự quá. Con này chưa chịu vô đâu. Tẹt tẹt hoài nha. Chạy ra nữa rồi. Chạy ra nữa hả? Con này sao vậy? Dướng cần lưng hả? Rồi qua đây luôn. Chưa qua. Đó thoải mái bên đây nè. Bự không? Còn con này bò gì không bắt lên. Trời ơi, hiển. Ủa hiển bò luôn hả? Cá trắng mà. Con kia mới bò kìa. Ừ. Chứ mấy con kia nó ghìm nãy giờ kìa. Gì hả? Rồi quay vô. Hiện hết nổi rồi, hết sức rồi. Khỏe. Khỏe. Đó, 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 đó. Nó trắng mà. Rồi kia vô luôn rồi kìa. Hai con dưng được. Xích rồi gòn 3 mét. Gần Milut nha. Cá chà bá nè. Còn đây một con bò. Con này chắc bự á. Bỏ nó qua lên hiển. Hiển, chắc bò lên hiển. Bò bự á. Lấy cái kẹp cưng. Được không? Cái kỳ nó có lòi lên chưa? Cảm giác cơm ăn không nổi luôn rồi đó. Con này chà bá luôn á. Trời ơi.
Cái kìm nổi không? Không thêm thêm cái kìm nữa phụ. Phê phê phê. Hết thằng bò chưa? Hết hồn con bò.